Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình lại mượn cái account của team siêu tiên để có thể vào review một số trận đấu ở trong cái cụm server này liên quan đến cái team uh, nước kết hợp với cả siêu. Mình có bắt gặp một trận đấu đầu tiên đây. Uh, một người chơi kết hợp ba con nước với cả đội đối siêu Mew với cả Mega Mewtwo và lại đấu với cả một người chơi ở cùng trong cái server của Sona, đó là một người chơi sử dụng cái team Uh, tiên đất đá bây giờ có thêm uh, brock megastick nhưng mà đây là cái lúc mà brock megastick chưa được điều chỉnh là hẳn Một skill uh, vẫn còn mắc một số lỗi nhưng mà cứ thử xem trận đấu này đã và trận đấu bắt đầu uh, sau khi mà clip này xong ấy thì uh, ở bản tiếng uh, chung đã cũng đã có hai cái đợt uh, gọi là fix lỗi với kiểu uh, như tải thêm một số file nữa bởi vì s cộng mới ra thì hay có phát sinh lỗi mà cho nên là phải fix một cách từ từ và dần dần ở uh, đây thì uh, brock megastick đây Uh, theo như là cái bộ skill của nó thì nó sẽ giúp cho một đồng đội hệ đất uh, có thể là thép hay không thì không biết được trốn ngay từ lúc đầu và sau rồi thì đồng đội nào mà cầu dạng như là có cái đất hay là thép mà gần chuẩn bị chết thì nó cũng sẽ giúp cho đồng đội đó lại được trốn thêm nữa và lúc này thì uh, người chơi bên kia sử dụng đó là brok megastilic thì bremen uh, gordon đã được trốn ngay lúc đấy Sau bắt đầu uh, khi nào mà chuẩn bị uh, hành động thì sẽ xuất hiện trở lại này coi như là Rock Megastick là một Pokemon có khả năng bảo kê dành cho team đất. Team đất bây giờ là theo chiều hướng là làm cho địch bị mù là một, cái thứ hai nữa là làm cho địch uh, mù là một này, còn ngoài ra là kiểu trốn, trốn tránh. Đấy là đặc trưng của team đất rồi. Team đá thì uh, có Shiny Mega thì uh, tạo ra những cái vật cản Mega megaterata nếu mà nuôi mạnh rồi thì uh, nó vẫn có thể uh, trụ lại được khi mà không phải gặp những cái quả sát thương uh, quá mạnh và cái núi đá nó tạo ra bây giờ thì coi như hẳn một con Mega megaterata luôn uh, cho nên là rất là khó để tiêu diệt cái núi đá này nhưng mà tỷ lệ mà tạo ra được cái núi đá ở trong trận đấu nó cũng ít đi hẳn uh, cùng lắm là có thể tạo được khoảng một hay hai cái nộ của nó lên chậm hơn ngày xưa rất nhiều cái bộ skill của nó là Uh, cứ có được cái ấn Ở uh, cái dạng áo giáp thì được hồi nổ Thì bây giờ thì không còn nữa Nhưng mà cái được cái là bây giờ Cái uh, núi đá thì nó lại quá chắc Cho nên nó đã chặn được Rất là nhiều lúc nó tấn công Của phía bên kia, ví dụ như Mega Mochui chẳng hạn Còn uh, với việc bây giờ Là có thêm uh, Brock megatic Bảo kê, thế nên là Shiny, quên uh, con Cynthia Megagatron Nó cũng uh, được an toàn hơn Dưới sự bổ trợ của một vài Pokemon kháng tử Ví dụ như là Brock Megatrix này xong rồi là YQ RAM chẳng hạn. Và chính thức đã vừa hết kháng tử của Brock Megatrix rồi. Đây là đội hình team nước đây. Nước siêu với khả năng phòng ngự vững chắc. Nước thì vẫn có thể thắng nước đất mà. Manafi đã chịu vừa tử trận này với những cái động đất uh, của bên team kia. Chính ra là cái team tia đất đá có thêm borok megastrix mà cũng chắc phết cái team tiền nước bên kia mặc dù lực chiến như là cũng cao hơn thì phải nhưng mà cũng gần chết một, à, cũng bị chết một lần manafi rồi. rồi à, còn ngựa nước nữa nó bổ cho vài phát vừa rồi thì nó bổ làm cho ramon gordon phải bị trốn ở xuống dưới hố giống như thế kia cho nên bạn nào mà chơi team đất về sau thì lấy borok này rất là đẹp luôn hoặc là team thép và nó vừa đánh trả thì phải và bắt đầu tim nước siêu này phản công làm cho Oikurem vào trạng thái kháng tử rồi ở trong những khoảng năm lượt đầu thì phải nó có được cái mấy cái hiệu ứng đất ở dưới chân giống như thế này nhưng mà gì cũng phải đến đó là bắt đầu tim nước nước siêu hành động không phải là một con đam bé đâu, nuôi mạnh với nó của các top rất là cao. Và vừa rồi thì nó lại làm cho Ramen Galdon được trốn tiếp và kết quả là vừa có một số cái độc đất. Thì đây là cái lúc mà Baroque Megastilic chưa được điều chỉnh hẳn, thế nên là nó vẫn còn mắc một số lỗi. Chứ nếu nó điều chỉnh hẳn rồi ấy, thì khả năng cao cái team bên uh, tiên đất đá bên kia cũng sẽ vững chắc hơn rất là nhiều. Uh, ít. S cộng nào mới ra mà mình có cái thể khen Bởi vì đây cũng là một S cộng mà mình cảm thấy là có Mặc dù là nuôi một cách bình thường thôi Nhưng mà nó cũng kiểu dạng như là Cảm thấy rất là tốt luôn ấy Về cái khoản phòng ngự Ngự nước Kendall đang vẫn rất là to Vừa rồi 5 triệu 6 Đánh chết uh, Brian, uh rồi Và tét thêm phát nữa Chết mất Brian Gordon Thế là hai con quan trọng Ở hàng trước ra đi Còn lại Brock Megastilic làm vừa rồi mất có 12.000 Chắc là né được Với một con S cộng mới mà được nuôi như thế này mà trụ như thế này gọi là rất là ổn rồi. À vừa rồi thì con Cynthia Mega lại được trốn tiếp. Cho nên là nếu mà chơi Brock Mega này với cả Cynthia Mega cho ổn phết. Với cả một số đồng đội hệ đất nữa zen như là kích hoạt được hai lần. Nói chung là bộ skill của nó mình cần phải đọc lại thì mới hiểu được rõ hơn. Nhưng mà trước hết thì mình vẫn nhìn thấy có hai con đã bị được trốn rồi, nhưng mà trận này thì thua là cái chắc rồi cho nên là mình sẽ đến với trận khác. Mình sẽ đến với trận đấu khác, đó là cái team vẫn lại cái team vừa rồi sẽ đấu với cả cái team ở phía dưới là Black mười 17 triệu. Và một trận đấu kết thúc nhanh để đến với cả cái team thứ hai luôn, đó là cái team Điện Nước. 18 triệu lục chiến. À 17 triệu lực chiến. Bây giờ là cái team uh, Nước Siêu với uh, gần 18 triệu thì phải. Hai bên đang đọ với nhau. Điện nước nhưng mà vẫn phải kết hợp thêm với Mega TNC để có thêm được cái tường lúc đầu nữa. Uh, bộ đôi nước, Brian uh, Manafi có thể kết hợp với các đa dạng team khác. Bên kia thì đi theo hướng nước nhiều hơn. Mở rồi 71 triệu đam đến từ Black Kiorem. Làm cho một số đồng thành viên team nước uh, cũng mất máu cực kỳ là nhiều. Thế điểm này nếu mà chơi tim nước thì kết hợp với tiên nữa để giảm đến lượng cái lượng sát thương nhận vào chứ nếu không thì à không thực ra là kết hợp với cả tiên thì đánh vào tiên thì còn mất đỡ mất ít máu hơn chứ còn đâu đánh vào hẳn một số tim nước này không có cái sự liên kết thì vẫn bay màu như thường khi bị black Yorem đánh nhưng mà quá nhiều đánh ké làm cho black Yorem hay là một số pokemon khác bên team điện nước cũng mất máu một quả quá nhiều ngựa nước Kendall đã ulti 6 triệu vào Ryan Kyo bên kia. Ryan Kyo bên kia ulti lại mất có 116.000 thì coi như là thua và phải bị ăn đòn bởi Kendall. Nói chung là với cả team nước này Kendall được nuôi tốt phết. Thêm một con đam nữa đó là Mega Mochui. Team nước. Hai con đam chính rồi. Đó là Kendall với cả Mega Mochui này. Và bên kia thì Ryan Kyo cũng đã chính thức tử trận sau loạt tấn công vừa rồi. Nói chung là team nước siêu này cũng đang trông thế thôi mà cũng không hề nhỏ luôn. Black Kill là ulti 55 triệu nữa. Quả này thì chết thật Mega Mu Chui bên kia lại ulti thêm phát nữa. 49 triệu. Thế là ra đi một con rồi, đó chính là Manafi. Ờ uh, Diamond thì đang ngắc ngoài một tí. Và đã ulti lại 12 triệu. Nhưng bên kia thì vẫn đang sống nhân răng, vẫn đang đầy rất là đều máu. Nói chung Black Kirem vẫn là một con có lượng sát thương bây giờ là khủng khiếp ở bản tiếng Trung SS mới Dam. Đương nhiên là sát thương nó gây ra sẽ to hơn với cả con um, Mega Ray Qua rồi bởi vì nó sát thương đơn. Ngay cả khi mà có sự liên kết của Sony á, thì bạn vẫn nhận nó khoảng tầm 40 phần à, 40% sát thương trong chỗ đó. Nếu nếu, nếu một quả ulti mà mạnh tận năm mươi mấy triệu của con Black Kiorem thì 40% số đó cũng tầm 20 triệu thì vẫn ra đi như một cách bình thường. Còn với Mega Rayquaza thì theo kiểu tấn công theo kiểu một hàng dọc thì nó bị chia đôi rồi. À, tưởng trận đấu này nghiêng về một phía nhưng mà còn lại có ba con điện thôi. Ờ uh, vẫn đang còn sống sót này. Mew Origin thì cũng đang sống nốt và ngựa nước Kendall tưởng là sắp chết cuối cùng là vẫn còn uh, trụ lại được bên này thì còn con con oai nữa này. kẹp thêm một con oai ở trong đội hình nước siêu champion Pikachu đang né được rất là nhiều một đòn trấn công 7 triệu rưỡi và bên kia thì uh, ngựa nước Kendall đang sử dụng cái bảo vật vàng của con uh, shiny mega meta rose để tạo được khiên với tim điện thì có một con để trụ tốt rồi đó chính là con chapman pikachu làm tăng cũng có kháng tử đánh nó vẫn cứ hồi máu một cách bình thường và Meridon để giúp cho những thành viên team điện được có khả năng né và phải đa sát thương của con Black Urem mới có thể thấm được hơn Miradon thì đam nó cũng khá là bình thường luôn đấy. Champion Pikachu lại ulti tiếp 2 ,7 triệu 7. Thế là chết bất ngờ rồi. Ngoài Kyurem cũng chết nốt. Còn lại mỗi cá được nuôi trâu. Vẫn còn sống sống sót chịu được được. Nên mà một, một quả 9 triệu rưỡi của Black Kyurem đánh lên. Mất đến hơn nửa bình máu của cá rồi. Còn Miozin thì vẫn trụ được. Và con uh, Cloyster của con Manafi đang uh, chuyển sang dành cho con uh, Remekio à. 24 triệu vẫn sống được. Nhưng mà cũng gần chết. Một quả à, bão băng. Còn bây giờ mình sẽ đến với trận đấu của một người chơi team siêu nước tiên. À, lúc này thì à, đấu với cả cái team mà có thêm S-cộng mới rồi. Đó chính là Brock Megastilic người chơi bên kia thì uh, uh, level 134 mặc dù ở server 1835 nhưng mà người chơi đó là VIP 4 nhưng mà đã cái đội hình này của họ là gần được 20 triệu lực chiến. Uh, rất là cao, họ đã nuôi dồn hẳn cả một đội hình như thế này. Và đây là cái team siêu nước tiên của người chơi bên này thì mình cũng chưa rõ lần được chiếm bao nhiêu nhưng mà cũng tầm 18-20 triệu gì đó. Hai team cũng phải gọi là theo kiểu ngang nhau. Nhưng nói về bảo vật vàng các kiểu thì bên team uh, uh, tiền đất bên kia thì ít hơn rồi Với cả là chỉ mới VIP 14 thôi Còn bên team siêu nước tiên này thì đương nhiên là VIP cao hơn rồi, ZMU 6 các kiểu Thì đây là một trận đấu của một người chơi uh, team siêu nước tiên họ đăng lên và mình uh, review lại thôi Cho nên trận đấu này thì nó cũng sẽ hơi mờ với cả diễn ra với cái tốc độ nhanh hơn nhưng mà một phần để xem xem là với việc S cộng mới ra đó chính là con Brock Mega độ trâu của nó sẽ như thế nào nó quá nhanh ở trong một cái trận đấu như thế này thôi chủ yếu xem là con Brock Mega trụ thôi với cả nó hỗ trợ tốt dành cho Cynthia Mega với cả Raymond Gordon và nó cũng đang có được cái sự liên kết đến từ Sonya nữa để giảm sát thương đi. Trận này thì team siêu nước tiên đang đánh đánh nhanh thắng nhanh. Thế là xong, bây giờ chỉ còn lại có mỗi mình Groudon đang trụ ở hàng trước. Askenja một số đồng thành viên khác cũng đã cho loại đi hết rồi. Còn Brock Megastick nữa. Khổ thân con Golden Nó đang bị uh, hành hạ Chuẩn bị chết rồi Và đây, một mình con uh, Block Megastilic nó sẽ trụ với team như thế nào đây, 9 triệu 6 Nhưng mà rất may là vẫn chưa Hết được cả cái khiên của nó đang tạo ra à, Con Golden lúc nãy là nó gần chết thì phải, thế nên là nó được uh, Block Megastilic Nó Cho nó chui xuống hầm Để uh, Đỡ bị chết Nhưng mà chui xuống hầm một phát thôi xong rồi lại lại phải nổi lên còn Brock Megastetic vừa rồi đã ulti và cũng trộn ulti xong thì nó lại trốn bây giờ lại có thêm một con tăng mới này team đất lại trốn tiếp với Brock Megastetic được tạo ra để giúp cho team đất nó tốt hơn mặc dù là chưa tấn công được gì cả ớ, nó lại ulti tiếp và lại giúp cho đồng đội hệ đất vừa rồi là xin thêm mega trốn, trốn trốn tiếp được rồi bị tổng tổng phản công rất là nhiều nhưng mà cuối cùng nó cũng sẽ tử trận thôi mình sẽ chuyển sang trận đấu khác và trận đấu cuối trong clip ngày hôm nay là đấu với cả cái team Marcio của một người chơi VIP 14 à, lên được 18 triệu lục chiến như thế này. Đây là một một người chơi mà có trên Bilibili Họ nuôi một cái team siêu rất là mạnh Và bây giờ đội hình của họ không cần Mew Ozin à, Mega Mewtwo nữa Mà cho Ho Oh vào với một con đam chính thôi Là con sao Sawyer Karek Ruala vẫn có, có thể là gây sát thương được Với team tàng hình Hiện tại bây giờ đang đấu với cả cái team mà Siêu nước tiên cũng có khả năng tàng hình này vừa giết chết được hộ ô rồi cái tim ma ở trông thế thôi nhưng mà nó cũng khá là mỏng lấy tấn công để bù lại và lấy tăng hình để đỡ được những sát thương của địch cho nên là tấn tấn công bù lại thì bạn phải nuôi thật mạnh con sao với cả luala để cho nó gây sát thương gánh tim vừa rồi thì một đòn giật của luala cũng đã chết cả manafi bên kia rồi thêm một đòn chạy nữa chết một con chạy tiếp Sarai ở à, Một con rất là quan trọng ở trong team ma rồi này Và người chơi sử dụng Hupa Để có thể nếu mà nó bị chết thì nó cũng sẽ nhốt một địch vào trong cái hòm của nó trong hai lượt Và ngoài ra cái khống chế của nó cũng hay Và xong Miramu chú ý đã bị nhốt Chạy tiếp phát nữa Chạy một cách liên tục Của Sarai ở tàng hình cho nên với team ma này nếu mà bạn là một người đam mê thì nó là một cái team mà mua thật là mạnh như thế này vẫn có thể giành chiến thắng trước những cái team khác lực chiến cao hơn và bên này là team siêu nước tiên thì không hẳn là có những trận đấu mình review ở toàn thắng toàn thắng hay toàn thua của mấy cái team siêu nước tiên này đâu thì có những trận đấu của người chơi này bị thua thì người ta đăng lên thì mình cũng review lại nhưng mà bộ đôi sao ở với cả Luala. ở trong team Masio này phải gọi là rất là lợi hại nhưng mà phải nuôi đúng team trong người đi thật mà mạnh nữa mình cũng đang có thích con sao ở này nhưng mà nó không hợp team của mình thì thôi xác định luôn là không nên nuôi rồi Jin, chủ trụ đến phút này thôi chết còn Mấy con đánh ké của team nước rất là ghê unti ulti 13 triệu Mình đã Mình đã giảm cái tốc độ của trận đấu này Đi 50% rồi Mà nó vẫn còn quá là nhanh luôn Team nước Đã chết mất Đó là con uh, Ramkyo rồi Thêm một đòn ulti nữa thì chết mất uh, Askenza tiếp Giật tiếp Thế là chết mất Lua uh, Megatien C Mà Nam Phi cũng tử trận Với bộ đôi này cứ tàng hình rồi tấn công tàng hình tấn công và trận đấu là coi như kết thúc ok hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp đây là team uh, siêu tiên nước